Innocent shining eyes. Naive and pure laughter. Adorable cute faces. Behind so much loveliness, who would suspect that they lack parental care and love? These four stitches are taken upon this children's arrival here at the Orphan and Disabled Children Care Center of Binzhong Province. Vulnerable, hungry, many of them hurt. The children at this care center come from different situations. They do share an unhappy childhood, either due to being orphaned or abandoned by their parents. Their lives today, however, have taken on a different direction, thanks to the caring and love of these women, who out of compassion for the children founded Quê Hương Children Charity Center. Her wish is to compensate for their sufferings with her own love and care. Khi Tiểu Hương lượm các con về thì với Tiểu Hương khó khăn lắm. Vì các con lượm về thì đa số các con 7 8 lạng, 9 lạng một ký, hơn một ký. Thì đa số các con lượm về thì chuột ăn, kiến ăn. Có em thì có con thì không còn thở được nữa. Có con thì trong thùng mì gói, có con thì gói trong tờ báo, có con thì trong đống rác. Mỗi đứa có một hoàn cảnh. Tại vì Tiểu Hương không có diễn tả hết được những cái cảm xúc của mình và không có diễn đạt được tất cả những gì mà đã trải qua trong cái tâm hồn của Tiểu Hương và trong con mắt của Tiểu Hương. For the past 10 years, Huỳnh Tiểu Hương, the founder of this charity center, has been making an effort to maintain its operations, so the less unfortunate children will be taken care of in the most optimal conditions. Hương spent her savings on upgrading her own house to receive 30 disadvantaged children. The number increased sharply later on to a present 320. Difficulties pile up, but the petite women soldiers on with determination and sheer love for the kids. Quê Hương Charity Center is today this children's own household. This is a class for sight impaired children here at Quê Hương Center. The class instructor Tạ Văn Trọng is himself an alumnus of the program, who stayed at the center a dozen years back. Today, Trọng passes on his knowledge and skills, as well as the love he once received to help his younger brothers and sisters. Làm thầy với các em ở đây thì nói là thầy thôi, nhưng mà thực sự là cũng là một người anh trong gia đình chị ạ. Cho nên là cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Tại vì ngày trước mình cũng chính là những các em ngồi ở những cái ghế, rồi sau này mình lại đứng lên chỉ lại cho các em, thì tự nhiên mình cảm thấy cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa nhiều lắm chị ạ. Khi em vào trung tâm á, thì mọi cái đối với em rất là lạ, chưa biết một cái gì hết, từ máy vi tính cho đến tất cả mọi công việc đều chưa quen. Thì sau một thời gian nhờ có sự giúp đỡ và động viên của mẹ, thì ban đầu thì mẹ cho em đi học kế toán để về phụ giúp với mẹ về công việc trung tâm và văn phòng. Thì em không có biết nói gì cả, mà em chỉ biết nói lời cảm ơn mẹ. Nhờ mẹ mà em có ngày hôm nay, nhờ mẹ em được đi học, được có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dr. Hoàng Quang Thuận has been attached to Quê Hương Charity Center for several years now. He learned about the center through no less than General Võ Nguyên Giáp and is today of the center's main benefactors, who devotes time, efforts, and material support for the center's children and nannies. Vơi đi nỗi vất vả của các mẹ ở đây. Tôi không hiểu nổi là có như từ trước nay đã hàng nghìn trẻ em bất hạnh, những đứa trẻ bị chối bỏ trong cuộc đời đi về đâu. Và mai sau những cái đứa trẻ có những mảnh đời bất hạnh như vậy đã ra đời, đã có cái lợi ích cho đất nước, cho dân tộc, họ sẽ nhớ mãi cái nơi mảnh đất có một người mẹ hiền, nơi đó có một cái tổ ấm
mà đã xây dựng và đã giáo dục họ trở thành một con người hữu ích cho xã hội. Thì đấy là cái điều rất đáng quý và rất đáng là tôn vinh. Tôi rất ngưỡng mộ một người phụ nữ như chị Hương, bởi vì thực sự trong xã hội không mấy người làm được điều đó. The majority of the 322 children currently residing at the center, 162 of them infants, are suffering from medical disorders, ranging from pneumonia to diarrhea. Several are sight impaired. 84 nannies, 58 of them hired from outside and themselves suffering from difficult living conditions, gathered to lend Tiểu Hương a helping hand. Vũ Thị Nho from Nam Định is mother of a disadvantaged child currently under care at the center. Witnessing the suffering of the other children, Tora has decided to stay at the center to take care of the kids. Đây là 5-6 năm rồi. Càng ngày tôi cho rằng chưa bé nhiều. Thì mẹ Hương có tấm lòng rất là cao cả. Thì tất cả các con mẹ là mấy trăm mẹ em rồi. Huỳnh Tiểu Hương is quite a human paradox. Who would have suspected such will strength and determination within such a petite frame? Who could believe this fragile-looking lady for the past 10 years has managed to care for hundreds of unfortunate children and dozens of staff members? Compassion and humanity seems to be the only possible answer. Hương herself used to lack parental care and had to wander on the street, opening herself to life's hardships. It is perhaps fate that brought her to these children, whom she regards as her own children, despite not having had a child of her own. Sacrificing her youth and personal joys, Hương has transformed the lives of the 4,000 children who have frequented the center for the past 10 years. The sheer number of children Hương has cared for is a source of surprise, even for Hương herself. One or two kids are already tough to care for a parent. 300 is perhaps unthinkable. To add to the hardship, several of the kids have to live with serious illnesses, some of them with HIV virus. Hương's personal possessions and funds are all devoted to maintaining and improving Quê Hương's operations. The once run-down building, shelter to the first batch of 30 children, is today a sturdy and comfortable center over a surface of 10,000 square meters. However, this does not mean difficulties have ceased. Despite donations from organizations and entrepreneurs, caring for 320 disadvantaged children remains a burden on Hương. Many have advised her to stop receiving more children for a while. However, Hương says she simply may not stay blind to any suffering she encounters. Bản thân của Tiểu Hương cũng chưa một ngày được giáo dục và đào tạo. Nhưng Tiểu Hương nghĩ rằng trường đời đã cho Tiểu Hương được rất là nhiều cái kinh nghiệm trong cái đường đời, nhờ qua những cái đòn roi, cái cực khổ, những cái đau đớn và thất vọng. Cho nên Tiểu Hương cảm thấy rằng mình rất là tủi thân và thua thiệt bạn bè và xã hội. Cho nên Tiểu Hương không muốn những đứa con của Tiểu Hương, các cháu bị thua thiệt, không phải là thua thiệt về những cái mặt vấn đề như gọi là vật chất, tiền bạc, nhưng mà về cái tinh thần. Để mà mình làm thế nào để giúp đỡ cho nhiều bạn hơn nữa thì mình phải có kiến thức. Cho nên Tiểu Hương cố gắng bằng một cách để cho các cháu tại đây được đến trường. Pursuing this vision with fervency, Hương has set up a kindergarten where she wants her kids to receive the best education and learn to reintegrate into the community. She wishes to send all the children to school, but the combined fees are a burden on her tight budget. Thank you.
10 years since its foundation, Quê Hương Charity Center has today received official social recognition and is part of the Vietnam Red Cross. Several domestic and international charity organizations have made visits to the center and learned from its operations. Central and local authorities as well as state leaders have also visited Quê Hương, sending encouragements for the center to persist in its mission. Still, as the center is keen on expanding, much financial support is needed from the community in order to ensure these children continue cared and a chance to reintegrate into society. Nhận xét thấy là hết sức tốt, góp phần đối với nhà nước của chúng ta trong cái việc mà nuôi dạy, rồi bảo bọc, bảo vệ và chăm lo cho những cái đối tượng này, gánh một cái phần cho nhà nước hết sức lớn. Tiểu Hương cảm ơn xã hội, cảm ơn rất là nhiều. Đặc biệt cảm ơn các con của mình không bỏ rơi Tiểu Hương. Tiểu Hương không cần gì hết ngoài yêu thương. Vì tiền bạc, của cải vật chất, không biết khóc, không biết cười, cũng không biết động viên Tiểu Hương. Nhưng các con là phần thưởng, luôn luôn kêu mẹ ơi. Vì từ nhỏ đến lớn Tiểu Hương rất khao khát hai chữ mẹ ơi. 10 years of operations, the Quê Hương family has witnessed thousands of children being nurtured, cared for, and who are today responsible members of society. Huỳnh Tiểu Hương's humane acts have touched countless Vietnamese and international friends. This fragile woman has truly sacrificed her all to bring happiness and a future to these unfortunate children.